Rồi, cà phía Nam Bon xin mến chào cô chú quý vị các bạn nha. Hôm nay mình quay trưởng đóng xong cái con máy xe tài. Máy xe tài đặt D33 Giang Đông để giới thiệu. Rồi đang gáp vô xong các bạn. Đây là cái cục giới thiệu nó nè. Gáp xong rồi đó. Con máy này bây giờ chỉ còn sơn với phết nữa thôi. Sơn phết nó là xong. Cái nồi này 30 dài bơm gời, bơm này bơm gời ống nhớt. Bông mách tư đang vô găng à, sao bánh lái nè, ti ben nè, chỉ nhớt đi xong hết đó bạn ơi. Còn mùi nè, mùi xong luôn. Cái này còn sơn nữa bạn, sơn nó xong rồi. Rồi, con khí Nam Bon xin kết thúc video nha. Chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Hẹn lại video sau. Bye bye. Rồi, con khí Nam Bon xin mến chào quý vị các bạn nha. Hôm nay mình quay xưởng sản xuất xong cái gòn máy xe tài. Máy xe tài mà xài bông máy tư. Nhưng cái dòng máy này sản xuất không có xài bên bông các bạn. Đời cũ, đời trước á. Mẫu đời trước. Giờ mà mấy anh thợ đang vô răng.